Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Kính chào quý vị. Mỗi biến cố xảy ra thỉnh thoảng khiến chúng ta nhìn lại quá khứ và tìm thấy một phiên bản kỳ lạ của chính mình. Mourinho chẳng hạn. Cách đây 14 năm, ông ta đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về bệnh cúm và tầm quan trọng của khẩu trang rồi. Tôi chỉ thấy sức ép từ mấy con thiên nga ở Scotland thôi. Các bạn cười, nhưng tôi nghiêm túc đấy. Tôi sợ mấy con thiên nga đấy, còn hơn sức ép bóng đá. Chúng nhiễm cúm gia cầm rồi. Bóng đá thì là gì so với bệnh cúm, so với mạng sống? Theo tôi, đó mới là sức ép thực sự. Tôi sẽ mua khẩu trang đeo. Bóng đá thì là gì so với bệnh cúm? Mourinho đã đi trước cả thế giới đến 14 năm rồi, và đó là lý do khiến ông ấy trở nên thật đặc biệt. Bệnh cúm gà đúng là cơn ác mộng của thế giới vào năm 2006. Ông Mourinho phát ngôn câu này khi được các phóng viên hỏi về sức ép từ huấn luyện viên của Manchester United Alex Ferguson, cũng là một người Scotland. Nhưng phải đến bây giờ chúng ta mới nhận ra rằng đó chỉ là trò đùa của người đặc biệt. Ông chẳng sợ gì bệnh cúm cả. Trong những ngày qua, Mourinho là huấn luyện viên duy nhất bất chấp lệnh cách ly xã hội ở nước Anh để đưa các học trò của mình ra công viên luyện tập. Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.